Xin chào tất cả các bạn. Một lần nữa gặp lại các bạn tại video của channel bán linh kiện.vn chuyên mục DIY. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chế một chiếc đèn trang trí cực đẹp, cực độc đáo từ chính quả bóng nhựa trên tay mình đây. Để làm được chiếc đèn như vừa rồi thì nguyên liệu chính không thể thiếu đó chính là một quả bóng nhựa như thế này. Mình mua quả bóng này ở tiệm đồ chơi trẻ em với giá 10.000, không biết có bị đắt không. Một chiếc động cơ giảm tốc V3 một động cơ này có điện áp hoạt động từ 3 đến 6V, chính vì vậy mà các bạn có thể tăng giảm điện áp để điều chỉnh tốc độ của động cơ. Và đây là động cơ làm quả bóng quay theo chiều dọc. Tương tự như vậy là chiếc động cơ giảm tốc 6 đến 12V DGT1946, động cơ này sẽ làm quay quả bóng theo chiều ngang. Tiếp theo là khá nhiều bóng LED 5mm siêu sáng, nhưng chủ yếu mình dùng loại bóng 7 màu nháy chậm và 7 màu nháy nhanh kết hợp với các bóng xanh lá, xanh dương, đỏ và vàng để quả cầu của mình có nhiều màu sắc hơn. Và cũng không thể thiếu được hai trục sắt đường kính 3mm dài khoảng 10cm. Xách nguồn để cấp nguồn cho đèn LED. Đèn này mình sử dụng nguồn 5V các bạn nhé. Vừa có LED rồi thì chúng ta cần thêm trở. Mình sử dụng trở 220Ω. Ngoài trở 220Ω thì các bạn có thể sử dụng trở có giá trị khác như 100Ω, 200Ω, 330Ω, 470Ω hay lên tới 1K. Các bạn lưu ý, trở càng lớn thì LED sáng càng yếu và ngược lại, nhưng nhỏ quá thì LED sẽ dễ bị cháy. Đủ nguyên liệu rồi thì mình sẽ tiến hành làm thôi. Mình sẽ dùng mỏ hàn nóng để dùi lỗ cắm LED trên bề mặt quả bóng. Dùi bao nhiêu lỗ là bấy nhiêu bóng LED, nên số lượng lỗ tùy vào ý muốn của các bạn nhé. Dùi lỗ xong rồi thì mình sẽ dùng dao chọc giấy để bổ quả bóng này ra, bổ theo đường cắt của hai nửa quả bóng. Bổ xong thì mình sẽ dùng lọ sơn phun này để phun phủ lên bề mặt ngoài của quả bóng để nó ngầu và đẹp hơn. Mình dùng sơn màu đen, các bạn có thể dùng màu sơn tùy thích nhưng màu đen là đẹp nhất. Giờ chỉ việc cắm bóng LED vào với hai nửa quả bóng như này. Khi gắm xong thì mình sẽ dùng keo nếm để cố định chắc các bóng LED. Hàn trở với chân âm bóng LED, chân âm là chân ngắn, chân dương là chân dài. Cứ như vậy, mỗi bóng LED hàn với một con trở. Hàn xong thì nối tất cả các chân của bóng LED lại với nhau, âm với âm, dương với dương. Cấp thử nguồn và bóng LED sáng đều như này đã hàn nối chính xác. Tiếp theo, cắm trục sắt vào với động cơ giảm tốc V3 và hàn dây để cấp nguồn cho nó. Bắn keo nến và gắn nó với một miếng formic như này để làm gá đỡ động cơ. Hàn chung bóng LED của hai nửa quả cầu lại với nhau. Tước một đoạn vỏ dây nguồn của động cơ và quấn nó với một bên trục sắt. Quấn làm sao đừng quá chặt mà cũng đừng quá lỏng, để trục sắt vẫn quay được mà nó vẫn tiếp xúc được với phần dây điện. Cuốn xong như mình thì tiếp theo hàn chung nó với các bóng LED. Tương tự như vậy, nằm với dây nguồn còn lại của động cơ.
Khi đã cuốn và hàn xong thì các bạn thử cấp nguồn vào hai đầu trục sắt xem động cơ có quay và led sáng không nhé. Động cơ quay mà led không sáng thì chỉ việc đảo nguồn như mình. Vậy là đã thành công bước đầu rồi. Hai đầu trục sắt nơi tiếp xúc với phần vỏ quả bóng, một đầu mình sẽ cố định nó lại bằng keo nến và một đầu mình sẽ để nó xoay tự do. Sau đó gắn hai nửa quả bóng lại bằng keo 502. Phần rãnh gắn keo này có thể phun lại sơn hoặc dính băng dính đen lên để quả bóng được đẹp hơn. Tiếp đến mình sẽ làm phần khung bằng Comex. Đầu tiên mình sẽ vẽ một nửa hình tròn có bán kính 10cm, hình tròn bên trong có bán kính 9cm. Dùng dao dọc giấy để cắt. Cắt xong đừng vội vứt phần Formex thừa đi, vì lát mình sẽ tận dụng nó để làm phần đế. Làm hai gái đỡ quả cầu như này và gắn chúng lại với nhau để gái đỡ thêm phần chắc chắn. Đây là hai nửa hình tròn vừa mình cắt thừa. Bây giờ mình sẽ gắn keo ghép chúng lại với nhau. Cắt và gắn thêm hai miếng Formex như này để lát có thể đặt động cơ bên trong. Xong rồi thì chúng ta sẽ tiếp tục phun sơn thôi. Đó, như các bạn thấy rất bóng và đẹp, khéo còn dày và đẹp hơn Mika đấy chứ. Tiếp theo, mình sẽ đặt động cơ xuống bên dưới, cố định nó bằng keo nến. Dùng một trục sắt ngắn để nối động cơ với phần gái đỡ phía trên. Lấy một miếng nhôm từ vỏ lon nước ngọt và cắt một hình tròn như này. Gắn nó vào với lỗ mình đã khoan lúc trước. Cuốn dây trục sắt tương tự như lúc cuốn dây trục sắt bên trong quả bóng. Dùng keo gắn cố định dây vừa cuốn với phần gái đỡ bóng như mình. Cắt nó miếng nhôm nhỏ như này và hàn nó với đầu còn lại. Gắn keo cố định sao cho nó luôn tiếp xúc với miếng nhôm tròn khi quay. Vậy là xong một bên dây còn lại cũng làm tương tự, nhưng đầu còn lại của nó thì hàn trực tiếp vào với đầu trục sắt bên dưới. Gắn keo cố định một đầu trục sắt, đầu cố định là đầu mình để quay tự do khi lắp hai nửa quả bóng lại với nhau, đầu trục sắt bên kia cứ để nó quay tự do. Hàn dây vào với miếng nhôm tròn, đây là dây nguồn của quả bóng. Tương tự như vậy chúng ta có tổng 4 dây, 2 dây nguồn cho quả bóng phía trên và dây nguồn cho động cơ phía dưới. Hàn chung nó với rách nguồn nữa là xong rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng chiêm ngưỡng thành quả thôi. Và vừa rồi, mình và các bạn đã làm quả cầu trang trí khá đẹp mắt và lại vô cùng đơn giản. Quả cầu này mà để trang trí phòng khách hay bàn làm việc thì rất tuyệt vời phải không? Các bạn thấy quả cầu hay video này như thế nào? Hoặc có chỗ nào không hiểu hãy để lại comment bên dưới nhé. Hãy dành tặng cho Bán Linh Kiện một like và một subscribe để ủng hộ Bán Linh Kiện. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Yeah.